Ok, xin chào tất cả anh em mới vô nha. Và Duy Khải kính chúc anh em một buổi trưa xem live vui vẻ em ơi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bị chuẩn bị đến chương trình Anh Evan nha mọi người. Mùa này thì anh em cũng đã biết thì 20 tháng 11 nè. Thì Evan này là Evan ngày nhà giáo Việt Nam gì đó nè. Đây này, cho Duy Khải cho anh em lên xem. Ngày giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đó là cái Evan của tháng này nè mọi người. Anh em xem sơ qua. Đây nè. Thì Evan này cũng ra hơn một tuần rồi. Bây giờ Khải mới ăn mà nè. Khải mới có thời gian ăn Evan. Lại mới ép được ít mức độ ăn nè. Đó. Cái này là mấy cái túi nhiên liệu tràn ở trên bãi. Sau khi mở ra sẽ được phấn, cây bút, quyển vở. Tất cả thì mua nó mua nhu quang 150 điểm. Cái này là Evan tiền vạn. Cái này là một tiền Evan tiền vàng 7 vạn. Evan sâu nè, 10 sâu một cái nha mọi người. Mùa ra khải ép là hết một bộ là hết nữa. 10k sâu với 7.000 vạn. Kèm với khoảng hơn 200.000 điểm tống kim. Sau khi anh sẽ có Huy Hiệu Thành Cô, Huy Hiệu Thành Thầy. Mà cái này là top được top cá nhân và top ban hỏi nè. Đây. Thì cái này sau khi thành phẩm thì Evan tiền vạn này sẽ cắn một cái 5 triệu này nè. Mà 1.000 cá sẽ là 5 tỷ nha mọi người. 1.000 cá sẽ là 5 tỷ. 1.000 1 triệu. 1.000 cá sẽ là 5 tỷ kinh nghiệm. Đó, chủ yếu cái này là kinh nghiệm thôi nè. Evan tiền vạn thì có 5 nghìn kinh nghiệm thôi. Rồi. Cái hộp quà sữa đồ nè. Cái này là Evan tiền sâu nè. Thì tốn hết 10k sâu và sẽ thu lại là khoảng 15 tỷ kinh nghiệm. Nói chung là sơ nhìn sơ qua cái điểm kinh nghiệm thì nó không thay đổi gì mấy nè. Nó vẫn như giống như mấy tháng trước. Mảnh ngựa. Rồi sau khi ăn hộp quà trồng đào, mảnh bí kiếp, tiểu bí kiếp, lỡ hộp bánh thạch anh, định bài, boss, quá tụ đài, điểm rồi được cái chống phái đinh giật, tiềm năng và kỹ năng, mực nạ thì tinh hồng của thật rồi, phi tốc là bao sát thủ giảm. Nói chung thì cũng không gì thay đổi em ơi. Và ở lần này có một cái vòng sáng màu xanh nha nè, vòng sáng màu xanh hàng sử dụng 20 ngày khá đẹp mắt, đưa tốt ban hội tốt cá nhân, được một bộ trang sức, rồi trang bị đình quốc, hiệp cốt, nhu tình, định quốc, ăn ban. Chung cũng không như thị đỏ nè mày, cũng giống như những mùa trước này. Rồi là bài vĩ kiếp, càng khôn, bách bảo rương, trang bị nhu tình, hiệp cốt. Rồi là bài một đại, là thành vĩ kiếp 90. Ngựa, ok này. Nói chung thì cái mùa Evan này 20 tháng 1 cũng không có gì thị đổi mấy nè mày, cũng giống như mùa trước thôi. Ok này mới vô nha. Hello anh Long nha, hello người nha. Ok mới chuyển giờ đang anh ơi. Tranh thủ lên like chém gió em tí cũng như là anh em mình cho anh em xem. Ok, sau khi giới thiệu sơ qua cái móc Evan này nọ các kiểu thì bây giờ chúng ta cùng anh em mình cho anh em xem nha. Khải sẽ anh em mình tiền vạn trước nha nè, để khỏi trắng chặt rương. Em tiền vạn rồi, em tiền vạn thì chỉ lấy kinh nghiệm này nè. Đây kinh nghiệm này, rồi với là kinh nghiệm với cá nhân này, cá nhân mà băng hội. Cái này là 1.000 cái cá nhân băng hội. Hình sẽ cho cái túi tiền dạng nha mọi người. Cái phần tiền dạng này hình nó sẽ cho túi tiền dạng. Phần tiền vạn thì ép hết 7.000 vạn và lại 150k điện tống kim nha nam. Hello này mới vô nha. Đạo giờ anh hơn 50 cái thì lấy kinh nghiệm rồi em ơi. Đó. Được một cái vé số 20 tháng 11. Anh này match chắc được khoảng vài trăm cái cá nhân cũng thu lại được vài trăm xu. Cái này chủ yếu lấy kinh nghiệm thôi. Một cái 5 triệu nè. 1.000 cái này sẽ được 5 tỷ kinh nghiệm. Rồi, chắc anh Vinh này úp cấp luôn á. Cả xô các bạn úp cấp luôn. Rồi, cái này ăn chưa? Ồ, anh này chưa ăn 1 tỷ rưỡi luôn em à. Ok. Ok, cái này cứ ăn đi. Còn 1 tỷ 3 nữa. Rồi, anh sẽ ông được 500 cá nhân, 500 văn hội. Mấy cái vé số này vứt ơi. Rồi nè, rồi. Tiếp tục bây giờ anh Vinh tiền sâu nha nam, anh mình sâu nha nam, 10k dạng với lại kèm 50k điện tống kim. Hello này mới vô nha. Ok này, bây giờ anh mới một event này nó mới hấp dẫn này mà. Được xem ra gì để có thu hồi vốn nha nam. Hết 10 kim 50k điểm này. Rồi, khui nè. Hello anh Trần Thanh Tú nha. Nhìn con đường vô nó chạy nhanh là sướng hơn đường vô đó anh ơi. Chạy dèo cảm giác nó ok hơn. Nói chung là mình trải nghiệm thay qua giỏ đàn tới giờ chơi đường vô ngoài chạy như rùa đây mà. Ok anh Evan này nam ơi, anh Evan up cấp luôn này. Không biết loại liệu up cấp này 15 tỷ. Up Evan này 15 tỷ, đây là 27 tỷ, gần 28 tỷ à. Tính ra là thiếu 2 tỷ nữa up cấp. Ok. Anh cái này là gần up cấp luôn nha anh em. Khui này. Anh em mới vô cùng nhau đỡ lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ video chơi nè mày.
Đại khả đăng anh Vinh ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 nha năm. Một lần bài boss như này, một quà tôn sư trong đạo. Ok, một một cục chống phái linh dược Evan 5 điểm tiềm năng. Quá ok rồi. Sơ đồ giang hồ. Có thu được không nha anh em, hơn 10 kim thì thu được lợi hay lỗ đây. Hello này mới vô nha. Mà cái này là của Evan tiền vàng đợi trên này đây. Mọi thứ 500 cái đi. Rồi. Một mảnh ngựa. Ôi mình chỉ giả 4. Giả 4 là như là mảnh thường này mà. Mình 80 VIP. Mình 80 gọi là hiếm. Bông tiêu thì bông tiêu 2 thì phải. Không nhớ nữa. Như là bông tiêu 2 là VIP đúng rồi. Là mảnh hiếm. Rồi hơn 200 cái rồi em ơi. Hơn 200 cái rồi, cảm giác chưa có gì mọi người ơi. Một cái phúc duyên lộ đại, một tiền thổ lộ. Hello này mới vô nha, hello mọi người nha. Cái gì đây? Thiết là hán, cho tinh hồng bảo thạch. Rồi, hai cục tiềm năng rồi, ổn định rồi. Hai cục tiềm năng được hưởng kim rồi đấy. Thiết là hán, nụ luôn. Chưa, đang đợi lịch Diệp Anh ơi. Hello này mới vô nha. Tiếp tục Phúc Duyên Tiểu. Boss, bài boss. Bài boss này khoảng 100 xu hơn cái này. Gần 400 cái rồi nè em ơi. Làm cho hai cục kỹ năng nữa coi. Làm cho hai cục kỹ năng nữa là đủ bộ. Hay là này ăn được 5 cục à. Mỗi nhân vật sử dụng được 12 cái vậy. Tí nữa không biết nuốt được nhiều không này. Mới ra 2 cục thôi. Tiếp tục tiếp là hán, nuốt luôn. Tiền đạo lộ Phúc Duyên Trung. Đã đang yên bình nha mọi người ơi. Hello này mới vô nha. Kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Anh em đang xem đừng quên ủng hộ Khải bằng cách nhấn like, chia sẻ video này giúp Khải nha. Tối thì Khải hay là xem trực tiếp vào kênh YouTube vào lúc 7:30 tối nha. Trưa nay thì rảnh rỗi sắp xếp thời gian nên anh cánh yên bình cho anh em xem cho vui. Và tí nữa sẵn tiện mình hoạt động ban nha nha. Động ban một xíu rồi tí nữa phát lương cho anh em luôn. Lương top 1 ban họ nha nha. 3 lần bài boss phi tốc. Thiên Sơn cái ăn có trong người nên mà Khải mới cắn cái nến lung linh á. Nó còn tiền thổ lộ Thiên Sơn này. Hello này mới vô nha. Ôi hơn gần 50 anh em đang xem rồi, cho Khải một like nha nè. Mình chiếu dạ mới đấy. Chiếu dạ 2. Dạ 2 nữa chợ. Mạnh mới kiếm 120 một viên tinh hồng. Có vẻ hơi đói rồi nè mà. Gì đấy? Xích thú xấu vứt luôn. Không có gì rồi. Đó, tinh hồng. Đâu anh em, kỹ năng nào. Gần 700 cái hơn này. Tiền thảo lộ. Một cuốn sách gì đây, bí tịch mới đây. Tiểu ma là thành 7. Tiểu ma là thành 7. Skill từ skill 120 từ 6 lên 7. Kén cái là lên 7 nha anh em. Gần 800 cái hơn này. Thiết là hắn nước. 4 lần bài boss. 4 lần bài boss được vài trăm xu à. Những cái cuối cùng. Rồi ok, có thêm một cái kỹ năng nè. Làm thêm cái kỹ năng đủ 2 bộ nè. Đủ 2 bộ giá đẹp nè. Nhấn chuột phải để sử dụng mảnh tôn sư trong đạo à. Thế thì nhấn sử dụng thử. Xích thố 2. Ui Xích thố 6. Không phải 8 anh em ơi. 80 cái bệnh viện nha năm. Sau mấy cái cuối cùng. Tí nữa sau hoạt động Khải sẽ phát lương cho ban rồi. Khải sẽ tiếp tục lên cái cây vũ khí lân tiệc nha nè. Khải sẽ lên vũ khí lân tiệc cho 5 mắt nha nè. 50 chón và full sinh lực, full nội lực cho nó đẹp nha nè. Vừa rồi Khải có tính rồi, hơn 10 kiếm anh em ơi. Lên cây lân tiệc. Rồi hết chỗ luôn. Ok. Bây giờ Khải bỏ một cờ lon thử thu được gì cho anh em xem thử lời hay lỗ nha. Nói chung là cái cuối cùng này mới quan trọng nè. Mà cái cuối cùng này quan trọng điều phải chặt rương quá. Được, hãy cho cái con năm độc gì nó giữ đồ quá. Nó giữ cái đồ này rồi xem thử nãy mà được cái gì. Rồi cho năm độc nó giữ đồ. Này đầu tiên thì 4 lệnh bài boss đi. 4 lệnh bài boss cho khoảng tầm 500 xu. Tinh thần là khoảng 100 xu một viên. 1, 2 là 700 xu.
700 xu đúng không? Mảnh này vứt nè, 700 xu. Tại giờ 700 xu cho 3 cục này cho khoảng 400 xu một cục đi. 1 kim 2 là 1 kim 9. Rồi 1 kim 9 nha Nam. 1 kim 9 nè. Mấy tiền thu lộ? Cho 10 bình đi. 10 bình là 200 xu nữa đi. Là 2 kim 1. 2 kim 1 nè. 2 kim 1 nè. Ok chưa? Cái này vứt qua khỏi chặt rừng. 2 kim 1. Cái này là nhà tẩu. Rồi hiện tại mới thu cũng 2 kim 1 thôi Nam ơi. Rồi ok, để cánh cái cuối cùng này nó ra một mớ đồ này. Anh em đang xem cho một like nha mọi người. Kích vào nút like cho Khải một like nha anh em. Rồi 2 kim 1 này, cánh cái cuối cùng là nó lên nó like gì nữa đây. Rồi ok, 2 kim 1 rồi đúng không? Một bộ trang sức này cho khoảng 500 xu đi. Một bộ trang sức này là mấy ngày, hình như là 20 ngày cho 500 xu đi. Là 2 kim 6. Khui cái này. Yeah. Cho ra gì đây? Ồ, cho 100 triệu kinh nghiệm à? Ok. 100 triệu hay 1 tỷ? 100 triệu kinh nghiệm anh em ơi. Rồi, cái càng khôn này là bộ đồ nó 2 kim mấy vậy ta? Bộ đồ nó 2 kim mấy nè. Bộ này rung 2 kim 6 rồi đúng không? 2 kim 6 cái càng khôn là 2 kim rưỡi nữa nè. Là 5 kim 1. 5 kim 1 cục tinh hồng này 5 kim 1 rồi nha. Tính tiếp nè. 5 kim 1 rồi nha. 5 kim 1. Ok, hãy dọn mấy cái đồ này qua tiếp. Như đây. Đã thành với kim 120, ngon cái này cũng được kim rưỡi đến 2 kim, 5 kim 1 rồi cho 1 kim thôi. Cho 1 kim thôi, 6 kim 1. Đó. Đây 100 là 6 kim 2. Cái này cho 500 nè, 6 kim 7. Đáp sang vớt 6 kim 7 nha. Rồi, 6 kim 7. Mình tính ra được 6 kim 7. Rồi, phi phong mình nó được nhận để tí phải vào kia thì nhận được phi phong nè. Rồi, được 6 kim 7 rồi nè. Cái này được 100 xu nữa, 6 kim 8. 608 và lại cá nhân đi. Được bao nhiêu cá nhân nữa? Khoảng 500 cá nhân nữa nè. Đó. Là 500 cá nhân cho khoảng 400 xu đi. 7 kim 2 này. 608 còn 400 xu 7 kim 2. Rồi ok. Thu còn hơn 7 kim rồi. Cho thu hơn 7 kim đi. Giờ Khải Khải coi thử có nhận được phi phong này. Nếu nhận phi phong nữa càng tốt. Hơn 7 kim rồi đó. Ui, phi phong kháng tính nè mà. Ok, có mang tạm được mấy ngày này. 5 ngày, phi phong này cũng được khoảng 500 xu. Thì phi phong này khoảng 500 xu nữa là khoảng tầm thu được 7 kim 7. Thu được 7 kim 7. Chung không lộ lắm anh em ơi. Chỉ lộ 2 kim thôi. Lộ 2 kim nhưng mà mình có được gần 1 cấp. Gần 131 rồi. Ok, giám định luôn nha anh em. Kiểu như kiểu nó hết hạn rồi. Giám định kháng cảm 10. Rồi, bộ trang sức mới sẽ mang vô. 1, 2, rồi. Ok, cái này thừa tí là cho anh em được thêm kháng cảm 10. Rồi ok. Thì thu hết gần 8 kim mọi người. Cái này khải cắn này. Cắn này. Điểm thường quá trò đây. Được thêm 10 điểm tiềm năng là tương đương 2 cấp anh em. 10 điểm tiềm năng chắc là khải up vào thêm máu rồi. Rồi ok. Lỗ một sọt nguyên nhân. Đúng rồi, lỗ một sọt nguyên nhân. Lỗ 2 kim hơn anh em à. Lỗ 2 kim hơn. Lỗ khoảng trăm mấy chục nghìn nhưng mà không sao. Nhưng mà mình bù là được, mình kinh nghiệm nè. Rồi quá đẹp. Ngon luôn. Còn mấy cái này là mới là được cứu hồng què đây. À, mới thường thêm ít chữ tôn sư trọng đạo đây. Anh lấy kinh nghiệm mà. Đây nè anh em. Cái này có đi ép được không nè? Để khả xem thì có đi ép hay là mình anh có lấy kinh nghiệm. Khả vô web đài thử nè. Chữ tôn sư trọng đạo nên có tác dụng gì đây? Chữ tôn sư trọng đạo trong này thì không thấy nè mà. Đây là bài bất đại. Cái chữ tôn sư trọng đạo mà đang ra là chỉ là chắc là lấy kén kinh nghiệm thôi em ơi. Trong này thì không có giới thiệu gì về cái chữ đó. Ok, được Khải cắn lấy kinh nghiệm nè. Đây cũng dướng được luôn. Giờ chuột phải nè em ơi. Mỗi chữ cắn được 20 chữ. Ok. Một chữ được 2 triệu. Tương đương cũng được gần 100 triệu nữa. Gần như 100 triệu kinh nghiệm nữa nè em ơi. Được thêm 100 triệu kinh nghiệm nữa. Tôn đủ nè, tôn mát nè. Sư nè, sư gồm 8. Mở hết đi, thừa cho anh em. Cái này 20 lần rồi nè. Trọng mới 11 à. Sư 16. Đạo, cái đạo thím nè. 20 tháng 11. Tính ra cái chữ này tôn sư trong đạo 20 tháng 11 năm loại lận nè. Nhưng mà tính ra mở được như này là gọi là vẫn thiếu á. Tôn dư nè.
Một cái mắt này. Này thứ 4. Ồ thiếu quá trời. Là ok anh em ơi. Ở lòng video này thì cũng không gì hơn thì anh Evan xong anh em thấy không anh em? Cũng up lên được ít máu nè. Vòng Evan nó đã đổi lên ít máu, vòng sáng khá đẹp. Thêm được bộ trang sức kháng cả 10 cũng khá là đẹp anh em ơi. Đó, cho anh em xem lại sơ đồ Khải anh em ơi. Tí nữa Khải sẽ lên cái liên tiếp nữa sẽ lên 80 chón anh em. Thì cái này lên 50 chón, kèm với bao tay này sẽ được 80 chón nha anh em. Đó. Rồi, phòng thủ thì Khải đang có nón thủ lý 520. Đây lưng thủ lý 520, sinh lực cao nha anh em. Tất cả những trang bị Khải thì ưu tiên cũng sinh lực đẹp đẹp một tí. Đó. Thủ lý 500, thủ lý 500. Đôi giày là phèn chỗ là nó không có sinh lực này. Cái này mình có thêm sinh lực 100 nữa đẹp nè. Tóc 25, phần thủ lý 100-140. Thì ba món này kẹp lại thì được 80 chậm rồi nè. Lượng phần thủ Khải khá là cao luôn nè. Phần thủ Khải 15+2. Úi xời. Hiện tại đỡ mà nói thì bận set đồng băng này nha mọi người. Kèm với những set đồ của Khải đang trên người á, thì đỡ mà nói thì đường môn cứ Khải chắc cũng khá là gọi là đơn giản, khá là trâu nè. Còn nếu mà anh em bảo mang set định quốc á thì đúng rồi, nếu set định quốc cũng ok. Nhưng mà set định quốc nó chỉ được hiệu ứng 80 chón 80 chậm thôi nè, đầy đủ rồi. Còn đỡ hướng phòng thủ thì không có nè mày. Hướng phòng thủ không có chỉ vì một cái nón định quốc thôi, kèm với dây chuyền kháng cả cho 15 nữa đi. Thì cái nón định quốc 30 kèm với dây 15 thì cái lượng phòng thủ lấy của con giờ đang nó chỉ có 40 thôi nè. Đó, còn set đồ này Khải đang mặc thì phòng thủ lấy Khải lên 75+2 nè, không kháng hợp 75+1 trâu chưa. Đó, quá đẹp luôn. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên đỡ lại cho video anh Evan này một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Tí nữa Khải sẽ lên tiếp tục cây vũ khí lên tuyệt đỡ đạt tắp, đỡ đạt cái móc 80 chón như nào. Mà cây vũ khí lên tuyệt sẽ lên được là 200 sinh lực, 200 nội lực và loài sắc nội công 250 nha nào. Và thời gian chón 50, tí nữa Khải lên cho anh em xem. Con ngựa ít hôm mà rảnh rỗi thì đập con ngựa lên kháng cặp 7 nữa là ok. Là vỏ đan nó còn khá là trâu. Cái ấn hiện tại Khải đang nghĩ là đang Khải đang định thay cái ấn kháng lôi này nè mọi người. Phòng thủ Khải nghĩ 75+2 thì quá thừa. Bỏ bớt con cái ra. Đó, 75+1 đi. Rồi lên cái ấn kháng lôi 30 đi. Ấn kháng lôi 25 đi. Thì lượng kháng lôi cũng được 7x thì nó sẽ kiểu nó đều đều kháng hơn. Đó. Rồi, ok. Rồi, chuẩn bị đi hoạt động nha anh em. Chuẩn bị hoạt động nha mọi người.